giữa những chuyển điệu không ngừng, ta tìm về với thiên nhiên bình dị, nơi bạn được tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, nhiều nghỉ dưỡng mỗi ngày với hệ thống công viên cảnh quan độc đáo, nơi những con người ưu tú yên tâm thụ hưởng, phát triển toàn diện và hướng đến một tương lai đầy rạng rỡ. Cát tường Chai Hom, nhà Nhật sống an.